Mặt trời mùa đông sắp phát sóng trên ứng dụng Vion từ ngày 24 tháng 3. Chào mừng quý vị khán giả thân mến đã đến với chương trình Chọn Ai Đây. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, nhắc đến chương trình Chọn Ai Đây thì chắc chắn không thể nào thiếu chính vị cố vấn duyên dáng dễ thương của chúng ta. Và không biết ngày hôm nay họ sẽ xuất hiện gặp gỡ quý vị ở một cái diện mạo như thế nào. Xin mời cô bé xinh xắn Mitty. Công nương Lâm Vĩ Dạ. Lạnh mỏ án không? Sao vậy anh? Bởi vì Quỳnh Lập đã quay trở về với chúng ta rồi. Bây giờ em cho em xin một phút giới thiệu bản thân và tạo hình ngày hôm nay được không? Đúng rồi. Khoảng thời gian qua em ở đâu? Em làm gì? Thời gian vừa qua em đi gom góp những cái gì mà làm cho em đẹp lên và thoát khỏi cái hình tượng mà thầy bói đó. Excuse me, can you speak English? Tự nhiên mời người nước ngoài vô làm chi vậy mà nói tiếng Anh không ra gì chứ? Ủa mà hôm nay câu hỏi tiếng Việt không á, rồi bà có trả lời được không bà? I'm from England. Lập ơi, hỏi mã đậu gì ở trên đầu vậy? What are your hair? Hair hat. Là nón đầu. Nón lông đó, lông đó. À, nón lông. Không để lông thì gì hết. Mà chị này ren à. Thì ren nhưng mà để lâu ngày nó bị đổ lông. Tầng 2 và tầng trệt ơi. Ơi. Có để ý không? Mỗi lần tầng ở trệt nói tôi vô không được. Thử dưới đây nè. Ôi cái đầu tóc của em nè, vô được không nè? Ôi cái con nhỏ đầu bếp. Vô là vô được liền. Không có hết bếp rồi. Tại vì mọi người nói là em ở dơ là đầu bếp rồi nè. Em đã quyết định em dùng dầu xả suông mượt đó. Không, là cái này tóc là tóc em... giả.
nữa. Thôi. Và anh thích cái phong cách này của em nha. Tại vì cái phong cách hip hop nó không hợp với em lắm. Đúng rồi. Nó bụi bặm mà nó còn có mùi nữa. Người ta cao cao, ta mặc đồ có một thúc à. Rồi mặc nguyên cái áo phông, trời ơi. Ở chung cư mình, mỗi người mỗi gu. Nhưng mà mình kết hợp là cái chung cư vui vẻ. Và bây giờ sẵn sàng để tiếp đón khách mời chưa nào các bạn ơi? Sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón hai vị khách mời, đó là Tony Việt và Mèo Sao Hỏa. Nghe cái tên là cả chung cư rét liền đúng không? Em hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Chào tất cả các anh chị đang có mặt trên chung cư. Em chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Mèo Sao Hỏa, em 23 tuổi và hiện tại em đang làm sáng tạo nội dung ạ. Vì sao em lấy cái tên là Mèo Sao Hỏa? Tại vì tuổi của em là tuổi mèo. Mà kiểu cái cách cư xử của em với cả là nhiều khi em phát ngôn mấy câu hơi kiểu trên trời ấy. Em nhìn chị tuổi mèo, mạng lưu trung quả. Rồi. Đó là lý do tại sao chị nhuộm tóc màu đỏ đúng không ạ? À? Dạ vâng đúng rồi ạ. Đã thấy không? Em nhớ này. Em đã từng xem chương trình này chưa? À, em có xem khá là nhiều rồi ạ. Thì ngày hôm nay tâm trạng em tới chương trình này như thế nào? Em cũng hơi hồi hộp một chút xíu. Em sợ em bị loại sớm. Không phải, tự tin lên đi, không có sao đâu. Thoải mái, ổn rồi đúng không? Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ tới anh chàng này. Chào anh Đạt, chào tất cả các anh chị cũng tất cả quý khán giả xem chương trình. Em là Tony Việt. Bây giờ em đang là nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên. Nói thật đi, ai sẽ là người thi đấu trước? Em cảm ơn. Em nhận em là người thi đấu trước. Dạ. Em chọn ai? Em xin phép chọn anh Chris Phan ạ. Anh Chris Phan. Em rất là thích anh. Đi ra. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, giờ bây giờ vòng một của chương trình chọn ai đây xin phép được bắt đầu. Câu hỏi của anh Riffan, người dẫn chương trình của đài CBS Los Angeles, Mỹ, đã gặp sự cố gì khi dẫn bản tin thời tiết trực tiếp buổi sáng ngày 18 tháng 3 năm 2023? Cổ đang dẫn chương trình cho một đài truyền hình đó là CBS. Thì có một cơn bão thổi một cái biển quảng cáo bay vô đầu của ta. Cô ta lại né được, gãy cái đầu gối của ta. Né cái đầu này nhưng mà trúng cái đầu gối thì cô ta mới nằm xuống la lên: "Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi." Thì cô ta mới lỡ miệng, cô ta chửi bậy, sau đó cô ta bị đuổi việc. Nhưng mà câu chuyện nãy giờ là bịa ra thôi, em cứ kệ đi. Đó là cô MC Miss Thi. Còn cái cô MC người Mỹ thì cô này á, khi mà dẫn chương trình thì xỉu ngang. Đói quá hả hay sao? Không, tại vì cô ta thấy mặt của Phương Lan thì thấy là cái mùi tóc mà chưa gọi của Lan nó ghê quá, cho nên là cô ta xỉu ngang. Cho đáp án là xỉu ngang. Ok, rít. À, bạn nên để ý cái đáp án thôi. Còn cái mùi tóc xỉu ngang thì nó hơi vô tri, mình không cần để chứ. Em có tin với lại đáp án của Rít Fan không Mèo? Em tin ạ. Tin, vậy mà cũng tin. Hay thật đấy chưa? Thực ra lúc anh đọc câu hỏi thì em cũng nghĩ là chắc buổi sáng có thể chị chưa ăn sáng hay gì đấy, chị sẽ bị xỉu. Đó là một sự lựa chọn chính xác ạ. Khi chuẩn bị cập nhật tình hình thời tiết địa phương cho bản tin 7 giờ ngày 18 tháng 3 thì cô mất ý thức, đổ người về phía trước, gần như đập đầu vào bàn rồi ngã lăn ra sau. Cái pha nói xỉu ngang mà, ủa xỉu dọc mà. Nó xỉu là đúng. Không, ý em là ngang của cái bản tin. Cái mỹ sự lựa chọn của Mèo là tin Rick Fan đã đem về cho em một dấu ít à. Chúc mừng. Hay quá. Và anh chàng Tony của tôi, sự lựa chọn của anh là ai à? Em sẽ lựa chọn Chí Thiện ạ. Câu hỏi của Chí Thiện: ông Munira, người Ấn Độ, đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi làm ra vật gì rất nhỏ nhưng dùng được cho 2 tỷ năm. Đúng rồi. Anh ở Ấn Độ là hờ đồ nhiều, cái nào là cái chuông không? Cái đó cũng được, nhưng mà tất cả các vật chất của mình đều sẽ bị mòn theo thời gian. Mòn theo thời gian, 2 tỷ năm là quá lâu. Em đang nghĩ theo cái hướng đó là cái đồ vật gì mà xài vĩnh cửu hoặc là năng lượng vĩnh cửu. Gì liên quan tới thời gian á, đồng hồ quả lắc hay là cái gì chạy bằng cơ á. Em nghĩ chắc là cái dây nịt không? Tới bây giờ người ta vẫn còn á, còn cái nịt đấy. Là có thể là tới bây giờ vẫn còn. Ê, nhờ chứ còn cái nịt của em, anh nhớ đến một thứ. Xin lỗi mọi người, hơi làm xem được tới 2 tỷ năm sao luôn á. Lịch cũng được. Lịch 2 tỷ năm thôi. Tại vì cái khoảng cách mà 2 tỷ năm lúc đó chắc anh cũng không có răng đâu, cho nên anh cũng không cần biết. Cho nên anh cứ đoán đại thôi. Chắc là cái lịch đó. Đó là đáp án của Thiện. Anh Tony Việt, anh có tin vô đáp án của Chí Thiện không?
Em không tin. Em nghĩ rằng là một cái đồ vật mà có thể để được đến 2 tỷ năm ấy, nó phải những cái gì nó liên quan đến năng lượng. Anh Tony Việt là không tin vào đáp án của Chí Thiện là một lựa chọn không chính xác à? Trời ơi. Anh thông minh vậy mà anh giấu. Anh đáng đại. Tại vì anh nghĩ cái gì nó liên quan tới thời gian. Đáp án đó là cuốn lịch. Cuốn lịch chỉ vỏn vẹn 24 trang đã xô đổ kỷ lục trước đây của một người Australia. Khi người này thiết kế một cuốn lịch xem được ngày trong 400 năm, ông Munarab hy vọng cuốn lịch của mình có thể sử dụng trong khoa học như nghiên cứu chuyển động của các hành tinh. Và sự lựa chọn của anh Tony Việt vô tình đã đem về cho mèo một dấu ít à. Chốt luôn em ơi. Trời ơi, chị ơi. Em ơi. Rồi em sẽ chọn chị Phương Lan ạ. Dứt điểm. Lần đầu tiên tôi ế xô. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ Taylor Swift, cô đã bị mẹ cấm làm điều gì với gương mặt của mình suốt 20 năm. Ngày xưa mẹ anh cấm anh cạo lông mặt. Mẹ nói là cạo lông mặt lỗ chân lông to. Nhưng mà anh nói là lông mặt bị đen quá là phải cạo cho nó trắng. Ai dè cạo xong ra nám thiệt. Là nám không nghe lời mẹ, anh nghĩ là cạo lông mặt. Ngày xưa mẹ anh cấm anh sửa mũi. Anh bái sự di truyền của mẹ anh sửa mũi. Hồi đó là cãi cha cãi mẹ. Thời bây giờ chúng ta hãy làm một cái tiểu phẩm về anh Lâm mà khoan nói về Taylor Swift đi. Thở năm mấy? Năm 2020-01 thì anh ta vừa học xong 12 mới đầu quyết tâm thi vào trường sân khấu điện ảnh. Khi mà bước chân vào trường nhìn chúng bạn ai ai cũng đẹp, người người đẹp, nhảy đẹp, buka cũng đẹp. Bởi vì mình Trung Hóa mà. Anh ta mới nuôi ý định trong bụng là mình phải sửa để cho bằng bạn bằng bé. Chạy về bắt đầu nói với mẹ. Cái gì vậy con? Gì mà kêu mẹ giật ngược giật xuôi vậy? Dạ thưa mẹ, năm nay con thi vào trường sân khấu điện ảnh, mẹ có thể cho con ít lượng phí để có thể chống cái mũi lên cho cao bằng bạn bằng bè được không? Thôi con ơi, con thi là thế nào cũng rớt 3 lần mới đậu thôi, đừng thi. Thế là bị tuyệt vọng, người con thơ ngay đó mới kêu ba. Ba ơi, ba ơi. Ba đây. Ba có thể bán bò để cho con ít tiền lộ phí để sửa mũi không? Bây giờ bán một con bò không đủ tiền để độn sống mũi thôi. Ba làm thịt con bò lấy sườn bò độn mũi cho con được không? Thôi ba thật ác nhân được đấy. Thế là anh ta quyết định bán sợi dây chuyền cuối cùng của mình mà ngày xưa mình ấp ủ để dành. Trời và ơi. Anh ta dùng sợi chuyền đó thồn vào cái mũi. Sau khi mà mũi cao quá nhìn vào gương nhìn góc nghiêng như thế này thì toàn là góc chết. Cái càm nó bị thiếu quá, nó không thể làm một lần nữa. Anh ta chạy từ ở quận 2 chạy còn về Đồng Nai. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cái gì nữa mà sao á? Mẹ ơi, sau khi con sửa mũi xong thì cái càm con thiếu quá, có thể cho con ít lộ phí để có thể sửa cái càm được không? Mệt ghê, hết mũi rồi tới càm. Từ luôn đi. Trời ơi mẹ ơi. Ba ơi, ba ơi. Ba đây. Bây giờ con muốn độn càm đúng không? Được rồi, để ba lột cái càm của mẹ con độn cho con được không? Trời ông ơi. Ông nói gì vậy, con chạy ly dị đi. Trời ơi. Ơi, sao mà đưa gia đình em vô ly dị vậy? Tiểu phẩm thôi mà. Yeah đi. Về với chị Taylor Swift đi. Cuộc đời chị Taylor Swift là em rất rành. Chị hát cái gì vậy? Đặc biệt là bài Look What You Made Me Do. Look What You Made Me Do. Chị biến quá, rất là đẹp luôn. Rồi chị ngồi trong hả cái bồn tắm mà toàn là kim cương hộp xoàn thiệt không? Đúng. Giàu dữ lắm. Chị là chị đẹp từ đầu tới chân luôn. Và đặc biệt là Taylor Swift là có được một cái cặp chân mà gọi là cái cặp chân vàng đó. Và chị đã mua bảo hiểm tới phải nói là gần 20.000 đô cho cặp chân đó. Và cái điều đặc biệt là mẹ không có cho sơn môi. Không cho sơn môi màu đỏ nha. Tức là con muốn sơn màu nào cũng được. Sơn là sơn tường trong nhà. Nói chung là sơn môi màu gì cũng được. Nhưng riêng màu đỏ là mẹ cấm. Chốt chưa? Em chốt. Em có tin tưởng đáp án của Vương Lan hay không? Chọn tin ạ. Lại là màu đỏ. Và sự lựa chọn này là một lựa chọn. Lựa chọn chính xác à? Sao mà giỏi dữ vậy? Trong buổi chụp hình cho tạp chí năm 2009, chuyên viên trang điểm đã đấu tranh với mẹ của Taylor Swift chỉ để được toàn quyền chọn lựa màu son đỏ cho cô. Taylor Swift chưa từng tô son đỏ bởi mẹ cô cấm cản việc này. Kể từ sau buổi chụp hình đáng nhớ, Taylor Swift dần thể hiện niềm yêu mãnh liệt với son môi màu đỏ. Và với sự lựa chọn này, một chiến thắng đã về với Mèo Sao Quả. Chúc mừng em. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo của chương trình Chọn Ai Đây.
ta cùng chào đón hai vị khách mời tiếp theo, đó là Bimax và Dung Hoàng Phạm. Lại đây với anh. Ôi anh sợ quá à. Tự giới thiệu về mình luôn đi à. Xin chào khán giả, mình là Bimax. Hiện tại mình đang là một diễn viên thoải mái. Diễn viên thoải mái là diễn viên gì? Mình cảm thấy thoải mái thì mình đi làm. Ủa thí dụ mà đi quay mà không trả tiền có thoải mái không? Cũng tùy thuộc ai nữa rồi. Ví dụ như là người nhà mình thì thôi vui mà. Có đi hát hò được không? Dạ cũng hát luôn. Em hát bài gì nào? Anh chờ như đó rồi dạ, đó. Em hát bài Thà Như Thế vậy. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai, giấc mơ quá rồi. Vỗ tay dạ, cảm ơn. Giờ tự tin thoải mái chưa? Dạ thoải mái. Chuẩn bị thi nha. Dạ. Đây, cô gái của tôi. Cô gái của tôi. Cô gái của tôi. Cô hở là ghen liền. Coi chung cư cãi lộn gì chứ mà vui. Em xin chào tất cả các anh chị trong chung cư. Em là Dung Hoàng Phạm. Em là một người hát tình ca. Ca sĩ ca sĩ thoải mái. Hay quá, bắt tay cái. Mình là ca sĩ nè, mình phải hát thoải mái đi. Ngày xưa em cover bài này được nhiều view lắm mọi người. Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước. Hey, ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Hey, nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt. Hey, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Hey, mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào. Hey, nhìn về quê hương em môn tương tư nặng lòng biết bao. Hey, một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào. Hey, hey, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao. Hey, hey. Kiểu ca sĩ có khác ha, tự nhiên đang nói cái muốn hát là hát ngang à, không có từ bất nhịp 2-3 gì chứ. Thật ra câu chuyện nó là như thế này, ngày trước là đế vương rất là yêu em à. Nhưng mà sau đấy là em từ chối, em lấy một anh tên là tướng quân, nhưng mà anh tướng quân là ra trận là chết trận đó. Thế là em thành quả phụ tướng. Câu chuyện này rất là đau lòng luôn. Bé là ca sĩ mà khoái thoại quá ha. Mình không có điện thoại nữa. Mọi người đã chơi chen bài này chưa? Rồi chơi rồi, thoại đi hát. Chút lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào, đằng đông gió rông ngút ngàn, đoạn trường vang thấu tận trời cao. Nếu lỡ hôm nay không gặp may nằm xuống nơi này, giọt lệ tuôn rơi nước mắt ta tuôn trào bờ mi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hát hay mà sao hay thoại quá. Hát hay nổi da gà luôn á. Hay là giờ mình đứng chơi mình hát hết hát chương trình hết được không? Hay là sau chương trình chúng ta đi hát karaoke được không ạ? Ai rảnh em? Lên ngựa đi ạ. Lên ngựa. Rồi, bây giờ ai sẽ là người thi đấu trước? Em. Em sẽ chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Tuyệt vời em ơi. Lên ngựa đi. Lên ngựa rồi. Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, vòng 2 của chương trình Chọn Ai Đây xin phép được bắt đầu. Câu hỏi của anh Lê Dương Bảo Lâm. Trong lời bài hát Alibaba có nhắc đến loại nhạc cụ nào? Và bây giờ Lâm xin trình bày ca khúc đó để xem trong lời bài hát đó có đạo cụ gì. Nếu như ở đây mình biết đạo cụ gì thì mình chen cái nhạc cụ vô có nó hợp hay không? Dạ, à, dạ. Ok. Rồi. Khi xưa Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba. Hôm nay Alibaba như chàng dùng si hát vang lời ca. Alibaba. Chuyện xưa đã nói rất hay, vầng trăng sáng đứt mơ mùa xuân về, để xóa hết những ăn mây mù che khuất thân nằm mây mờ. Nào ta hát mong chờ. Gì? Mà nằm mong chờ. Nào ta cùng hát vạn hòa theo nhịp. Nhịp đi nào. Nhịp đi. Nhịp ba. Nhịp tim coi. Nhịp tim coi. 2-3. Nào ta cùng hát vạn hòa theo nhịp tim. Không vô. Nhịp không vô. Nhịp không được. Vô cây gì nữa? Thôi nhịp 6 đi. Nhịp 6. Nhịp 6. 6. 6. 6. 6. Nào ta cùng hát vạn hòa theo nhịp 6. Kẹ. Nhịp 6 không có được. Kèn tay coi. Kèn tay. Kèn tay nha. Nào ta cùng hát tay. Cái này có một từ thôi cho nên mình tìm ra một từ như trống. Trống. Lại ơi. Trống từ. Nào ta cùng hát vang hòa theo nhịp trống. Ê, ê, vô, 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 v
rồi, nhà ta phải là hình nhịp trống. Chuyện xưa nói tiếp nói lên. Vâng, chứ nếu mà đúng rồi, đúng rồi, nhịp trống. Và đáp án cuối cùng của Lâm là nhịp trống cơm. Nhịp trống cơm không được. Nhịp trống là đáp án cuối cùng của Lâm. Em có tin hay không? Em tin. Tin vì sao? Vì em luôn có những niềm tin bất diệt với anh Dê Dương Bảo Lâm. Dê Dương Bảo Lâm. Dê. Dê. Đúng là kiếp làm dê. Đó là một lựa chọn chính xác à. Lựa chọn của em tin tưởng vào anh Dê Dương Bảo Lâm đã đem về cho em một dấu ít à. Chúc mừng em. Bị mắt, em lựa chọn ai? Em chọn bạn Rich Fan ạ. Câu hỏi của Rich Fan như sau. Theo một clip được chia sẻ trên mạng, khi đi ngang qua một đám cưới ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, ba chàng trai người nước ngoài đã có hành động dễ thương như thế nào? Em đã thấy cái clip đó rồi. Cái clip này là nổi tiếng luôn Bi. Đúng rồi. Là ở Quảng Trị thì có ba anh chàng người nước ngoài bắt đầu đi lại cái đám cưới đó, thấy vui quá. Đám cưới đồ hát hò karaoke đó là thấy có treo hình anh Lê Dương Bảo Lâm nên ta đang hát bài sao hay ra trẻ quá đó, mới bắt đầu vô nhảy chung với cô dâu chú rể luôn, hát luôn. Điểm bao ngày xuân đi qua xin đẹp gia đình mẹ cha đó, em về làm vô á. Vậy vậy nhớ là như thường là đám cưới dưới quê là mình nhảy sao ạ? Ở dưới quê người ta sẽ nhảy nè. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho chúng em về làm dâu. Hay cái sao này là điều nhảy này bây giờ. Đó, có để phong bì là 6 tỷ tư. Gì lớn vậy, như trăm đô hay sao á. À, trăm đô thôi. Trăm đô là mừng cưới đó, có nghĩa là bỏ phong bì là mới biết là văn hóa của Việt Nam mình đám cưới bỏ phong bì xong rồi xin vô hát nhảy luôn. Rất là dễ thương. Nổi tiếng đó. Luôn. Nổi tiếng luôn đó, là chốt câu trả lời đó là nhảy cùng với cô dâu chú rể. Em có tin với đáp án của Rich Fan. Dạ tin, tin chơi, mời em xin. Sự lựa chọn của Bimat là tin tưởng vào đáp án của Rich Fan. Đó là một lựa chọn hoàn toàn chính xác à. Đó là nhảy cùng cô dâu và chú rể. Ba chàng trai người nước ngoài nghe tiếng nhạc vui nhộn, không ngần ngại vào gửi quà cưới và cùng gia chủ quẩy tưng bừng. Sự lựa chọn của Bimat đã đem về cho em một dấu o. Chúc mừng. Dung Hoàng Phạm chọn ai? Em chọn chị Puka. Chị Puka. Vì sao em chọn Puka? Em nghĩ là em trả lời đúng câu này thì em có thể chặn anh Bi ở cái dòng dọc kia. Và sau đấy anh Bi sẽ chọn chị Phương Lan thì em có thể chọn anh Chí Thiện thì em có thể chọn nốt chị Lâm Vi Dạ. Rồi, quả chiến thuật. Đây là một chiến thuật. Theo chiến thuật vừa rồi đó là anh với em là không có được chọn, bây giờ mình đi ăn bún cá. Cho em xin câu hỏi đi ạ. Câu hỏi của Puka. Anh Ahmad Darobi, 28 tuổi, người Malaysia, đã mặc trang phục cosplay nhân vật nào khi đến dự đám cưới người yêu cũ? Trời ơi, hay quá vậy. Trời ơi. Người yêu cũ có nghĩa là từng đó em. Đến dự đám cưới người yêu cũ là một cái điều gọi là cũng có nhiều người làm. Ở cái những cái trường hợp ít, thứ nhất là thân, rất là thân và thân luôn cả với người yêu mới. Thứ hai là phải thù, rất là thù để đến dằn mặt á. Cho anh nên anh sẽ có lấy con con gì? Anh con chó. Anh con chó. Không? Anh ơi. Anh sẽ ngồi trước cái bàn đầu tiên và anh nhìn cô dâu. Rồi sao nữa? Không. Rồi người ta khinh khi anh. Khinh hả? Em cosplay cái sừng. Thầm nói là cô nói cô dâu cắm sừng. Rồi thì em mới rút ra được một cái ý là giống như Lập nói, tại vì mình đến mình dằn mặt mà bây giờ mình cosplay thành cái sừng, tự nhiên cái người mình nó cong qua như vậy mình đi đâu có được, cho nên mình phải cosplay thành một nhân vật có thật luôn. Đó là Ngu Ma Dương. Trời ơi. Đi vô liền một kiếng. Trong phim Tài Tôn Ngộ Không mọi người cũng thấy là Ngu Ma Dương là một người là chuyên cấm sừng người khác. Và đặc biệt Ngu Ma Dương trên đầu cũng có hai cái sừng. Anh ấy cosplay vào thành Ngu Ma Dương để đến dự đám cưới của người yêu cũ. Đó là câu trả lời cuối cùng của hay em quá. Hay quá. Em có tin về đáp án của Puka không? Không tin. Không tin. Thì cái trong tất cả các tiểu phẩm nãy giờ của chị Puka là đáng tin nhất, lập luận chặt chẽ nhất và xuất sắc nhất. Nhưng mà cái chữ không tin của em á nó tích cực lắm cho nên chị không có giận chút nào luôn. Em nghĩ là anh sẽ chỉ cosplay một người đàn ông lịch lãm thôi. Và đó là một sự lựa chọn chính xác à. Wow. Ta tin chị mới kỳ á.
Anh chàng đó đã cosplay thành ninja rùa. Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Chia tay êm đẹp sau 8 năm yêu nhau. Tuy nhiên, anh muốn cuộc gặp gỡ thật đặc biệt nên đã thuê bộ trang phục ninja rùa. Không một ai nhận ra anh, kể cả cô dâu. Sau cùng anh mở mặt nạ và cùng chung vui với người yêu cũ. Em tưởng tượng mà có lời người mà vui với người yêu cũ chắc thiệt có bùng nổ lắm luôn á. Thiệt mà muốn làm ta. Mai mốt người yêu cũ em mời em cưới em sẽ làm. Và với sự lựa chọn này đã đem về cho Dung Phạm một dấu ít à. Đi má chọn Khánh Vân à. Khánh Vân. Câu hỏi em của Khánh Vân rồi. Mèo Hello Kitty có nuôi hai con thú cưng là con mèo và con gì? Con mèo Hello Kitty là một trong những cái nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng và rất là được các em bé rất là yêu thích. Và trong đó có cả em nữa. Thì chỉ nằm trong lòng bàn chân. Ê lòng. Trời ơi thôi. Đàng hoàng đi qua hậu ơi. Con bé của Hello Kitty đó chính là con Chami Kitty và con chuột Sugar. Kỳ vậy sao con mèo nuôi thêm con bé là con mèo và con chuột. Đó, không được rồi, hai con mèo với con chuột có đánh nhau chết. Đúng rồi. Con mèo thịt thôi. Con chuột. Đúng rồi. Qua hậu ơi, nói chuyện có lý chứ qua hậu. Em coi bị sai, nó nuôi thêm con bọ Sun đi. Là gì vậy? Sóc chuột á, chứ không phải con bọ. Không phải đâu. Con sóc chuột nha, chứ phải con chuột. Mấy cái Hello Kitty là Miss T rành nhất nè. Em nói thiệt đó. Rồi. Rồi bây giờ Khánh Vân có chốt chưa? Em chốt anh. Em có tin với lại đáp án của Khánh Vân hay không? Dạ không tin ạ. À. Không. Khánh Vân kể là em thấy là 1% tin là nhiều á. Nhưng mà sao kể cái con chuột ra xong cái em bị nhức đầu á. Và sự lựa chọn đó là một lựa chọn. Chưa chính xác à. Trời ơi. Cái sóc chuột gì em ơi? Đó là con chuột. Khánh Vân nói đúng. Bên cạnh Hello Kitty có một chú mèo cưng tên là Chami Kitty và một chú chuột bé xinh tên là Sugar. Chami Kitty là một chú mèo ba tư trắng rất ngoan ngoãn và biết vâng lời. Còn chú chuột Sugar bé nhỏ luôn được Kitty cưng chiều. Đây là món quà của người bạn thân Daniel. Với sự lựa chọn này đã đem một cơ hội đến cho Dung Phạm giành chiến thắng. Em chọn Khánh Vân ạ. Đúng rồi, kết liễu. Khánh Vân. Dạ. Vào năm 2020, thợ săn bão Michael Gavin đã vô tình chụp được những tia sét có hình độc đáo gì trên bầu trời Kansas, Mỹ? Cái câu hỏi và cũng là một cái câu chuyện mà em rất là rành. Đã cầm nhưng mà anh này đã vô tình chụp một cái bức ảnh trên bầu trời có một cái hình rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Đó chính là nhìn cái hình bóng đó đó thì nó rất là giống với lại hình bóng người yêu cũ của anh. Con trời đánh nào ra quy con hình yêu cũ. Giống cái mạng lưới dây thần kinh của người yêu cũ. Đúng rồi. Em không trả lời câu nói đó nữa, em xin được phép trả lời lại. Khi mà anh nhìn thấy cái tia sấm sét trên bầu trời đó chính là hình con sứa. Khi mà cái tia nó sẹt ra nè thì nhìn cái hình ảnh nó giống như là một cái con sứa vậy. À cái tia ra giống tia ra giống con sứa nhỏ nhỏ đó. Con sứa đỏ. Sao sét ra sứa đỏ được? Tại vì do hiện tượng gọi là phản quang của ánh sáng mặt trời với lại sấm sét. Khánh Vân. À đúng rồi, chốt chưa? Dạ em chốt. Con sứa là đáp án của Khánh Vân. Em có tin tưởng vào Khánh Vân hay không? Em chưa bao giờ hết tin tưởng Khánh Vân cả nên em đã chọn không tin. Không tin đó là một lựa chọn. Không chính xác à. Trời bắt cười kìa hả? Một cái hiện tượng bình thường. Cái cớ của em ấy đến đây không phải đi chơi. Cái em ấy đến đây đi chơi. Đó là con sứa theo Gavin. Khi đuổi theo một cơn lốc xoáy trong khu vực, anh trông thấy sét dị hình xuất hiện ở tây bắc bang Kansas. Khi trời quang, cụm sét đỏ lớn hình sứa lóe sáng. Những tia sét hình sứa rực sáng này có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường trong ánh chiều tà. Rồi, với sự lựa chọn này, em thật sự thỏa mãn và thích thú khi đã đem về cho Vimax một dấu O. Chúc mừng anh. Vimax, sự lựa chọn của em là gì? Dạ, sự lựa chọn của em, anh Chí Thiện ạ. Anh Chí Thiện. Câu hỏi của Chí Thiện: đường thốt nốt được làm chủ yếu từ bộ phận nào của cây thốt nốt? Trời ơi, quá dễ. Mà nó có đường á thì là mình là biết nó nằm ở đâu. Mật. Dạ. Mật thì nằm ở đâu? Mật nằm bông ạ. Bông nhị hoa. Quá xúc tích. Chốt đi anh ơi. Chốt nhị hoa. Đi mát, em có tin vô đáp án của Chí Thiện hay không? Dạ nhị hoa. Ba. Là nó nằm ở trong cái bông hoa. Hai. Dạ một. Tin. Sự lựa chọn của Vimax là tin tưởng Chí Thiện. Và đó là một sự lựa chọn
chính xác à. Cái đó là nhị hoa khác. Đường thốt nốt là phần mật được lấy từ nhị hoa đực dài 30-40 phân. Phần nhị hoa này chứa rất nhiều nước ngọt của cây thốt nốt rồi được người dân đem chế biến thành đường thốt nốt như hiện nay. Và lựa chọn của Bimat đã đem về cho em một giỏ. Chúc mừng Bimat. Dung Phạm. Dạ. Đó. Bây giờ em chọn ai nè? Em chọn chị Phương Lan. Chọn chị Phương Lan. Trời ơi, mọi người hợp lực cứu em. Phương Lan. Dạ. Tiếp chiêu. Vào năm 1950, chính phủ Thụy Điển đã sáng tạo ra một ngày lễ quốc gia vào ngày thứ bảy dành riêng cho trẻ em có tên gọi là gì? Trẻ em như bắp trên cành, biết ăn biết ngủ, ngủ đi. Đúng rồi, ngủ. Ngủ. Bộ là trẻ em là ở bên nước đó là bị thiếu ngủ lắm hay sao mà tới thứ bảy là bắt ngủ? Nếu mà ép cho nó ngủ, ngủ ngày 8 tiếng. Em nghĩ là trẻ em thì nó sẽ có rất là nhiều sở thích. Đúng. Đó, cho nên là có thể là chơi đồ hàng, chơi mạng xã hội nè, chơi đồ hàng. Ở bên nước ngoài cũng giống như nhảy dây bắn bi. Đúng rồi, nhưng mà nếu như mà là chơi những cái trò chơi mà với gia đình rồi nọ thì nó rất là bổ ích, cái đó là chuyện bình thường. Cho nên là em nghĩ là vào cái ngày thứ bảy thì ở bên đất nước Thụy Điển thì người ta sẽ muốn là trẻ em sẽ dành cái ngày đó để chơi cùng với lại gia đình của mình và không được dùng mạng xã hội. Nó để kích ứng cho trẻ em sẽ chơi những cái trò chơi nó gần gũi với gia đình nhiều hơn. Đó là ngày gì ạ? À, ngày gia đình. Dung Phạm, em có tin vào đáp án này không? Em tin. Tin. Tại vì em thấy nó nhân văn, nghe là hợp lý. Mặc dù con sướng cũng hợp lý, nhưng mà lúc đấy là em muốn gây cấn thôi nhá. Ok. Dạ, buồn. Lựa chọn của Dung Phạm là tin vào đáp án của Phương Lan. Và đó là một lựa chọn. Không chính xác à. Thấy chưa? Tại sao chị không tin? Rồi đi. Rồi đi. Thụy Điển đã sáng tạo ra ngày lễ quốc gia ngày thứ bảy kẹo ngọt. Theo đó, mọi người khuyến khích trẻ em chỉ nên ăn kẹo vào thứ bảy hàng tuần. Những ngày còn lại thì nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe. Và lựa chọn của Dung Phạm tạo một cơ hội cho Bimat dứt điểm. Em có hai vị trí để em lựa chọn dứt điểm. Thi đi, bé thi ổn hơn đó. Em không có dũng cảm trả lời nữa. Em chọn... em làm biết thi à? Thì... Dạ, em cảm ơn anh. Thấy rồi. Thông minh lên. Lưỡng đầu trên đây ế rồi. Cái nón này cản tài quá. Cho tôi hỏi chồng sao còn câu nào liên quan tới nước Anh nữa không? Thay đồ ấy, chị định thay đồ. Xả đồ hả? Chị xả đồ. Xả đồ. Ơi, không còn anh nữa đâu. Chỉ có anh Hứa Minh Đạt ở đây thôi em à. Miss Thi. Dạ. Năm 2003, nam ca sĩ Eminem chiến thắng giải Oscar hạng mục ca khúc bài hát gốc hay nhất nhưng không đến nhận giải vì lý do gì? Eminem là một rapper rất là nổi tiếng, ảnh là có phim luôn. Là ảnh có cái bài rap God đó. Thì cái đợt năm 2003 đó là ảnh được đề cử Oscar nhưng mà ảnh không có đi. Bởi vì thiệt ra là một cái lý do rất là bình thường thôi. Giống như ở đây bữa, mọi người bữa cũng kẹt xe, cái bà chị bà kẹt xe mà. Đúng, tới bữa đó là bà chị kẹt xe nhưng mà bà có muốn đi rồi. Nhưng mà bởi vì kẹt xe mà tới trễ. Còn cái này ảnh không muốn đi, là ví dụ anh Lâm đi. Nhưng một cái giải mời anh mà anh không muốn đi thì ở nhà giữ con, tại vì nhiều khi mà đăng quần áo lên mà con khóc anh phải nhà anh giữ con. Đúng, chứ. Nhưng mà ví dụ như anh được đề cử thì anh có đi không? Tại vì cũng hên xui cũng sợ. Một cái lý do rất là đơn giản thôi mọi người, đó là ảnh đợt đó anh nghĩ là cái bài của ảnh không có cửa so với những cái bài là khác. Anh sợ. Anh sợ thì cái là sợ. mình tới đó tuy là được đề cử thôi nhưng mà chưa biết là mình có được giải hay không. Lý do anh không đến, anh nghĩ là mình không có cơ hội được nhận giải nên ảnh không đi. Vì mắt. Em có hợp tin lý vô quá đáp vậy. Án của Miss Thi hay không? Tôi cũng vậy, tâm lý thật của tôi cũng vậy. Tâm lý nghệ sĩ. Mình là nghệ sĩ mà phải suy nghĩ được. Hợp lý đó chứ. Em hướng đó đi. Dạ. Tin. Tính mà căng vậy. Tại lúc đầu em không tin. Bây nhiều khi lý do nó thật lắm. Đơn giản là nghĩ mình không có được vậy thôi thì và không, đi, mình không thôi. Đi thôi. Nhưng mà lựa chọn Bimat là tin vào Miss Thi. Dạ tin. Và sự lựa chọn đó là một lựa chọn. Chúng ta sẽ gặp Dung Phạm ở vòng 3. Chúc mừng Bimat. Đó chính là nghĩ mình không có thắng giải. Theo tờ Variety, Eminem đưa ra lý do vì anh không nghĩ mình thắng giải nên anh đã quyết định ở nhà chăm con gái đi ngủ sớm để mai đi học. Đó là đáp án của chương trình. Với chiến thắng này, chúng ta sẽ gặp lại Dung Phạm ở vòng 3. Và chúc mừng Bimat, em đã bước vào vòng 4 để tranh chiếc vé vào vòng đặc biệt. Và bây giờ chúng ta hãy tới phần tiếp theo của chương trình. Chọn ai đây?
Cảm ơn quý vị khán giả thân mến đã đến với vòng 3 của chương trình Chọn Ai Đây. Chúng ta sẽ gặp lại Tony Việt và Dung Hoàng Phạm. Trời, gặp lại nữa. Lâu lắm mới không gặp anh, từ đoạn trước đến bây giờ. Thì hồi nãy anh giờ khỏe không? Khỏe, thoải mái chưa? Em vẫn thoải mái mà. Thoải mái đúng không? Vâng, em là ca sĩ thoải mái. Có cảm thấy bị hụt hẫng hay tiếc nuối gì không? Không. Không đúng không? Em thấy được đến đây chơi mọi người vui, gặp mọi người là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Gặp em cũng vui quá trời. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 3 chứ. Dạ. Ai sẽ là người thi đấu trước? Lại là em à? Vẫn là em. Đồng ý không ạ? À? Dạ, em đồng ý. Đồng ý, em sẽ lựa chọn ai? Và em sẽ lựa chọn chị Lâm Vy Gia. Chị Lâm Vy Gia. Vậy thôi. Tổ đồ, tổ đồ được phát huy rồi. Trời ơi, chọn dạ mà ai cũng mừng luôn á. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, để xem bộ đồ nước Anh có được giống như trong câu hỏi hay không thì mời quý vị hãy đến với vòng 3 của chương trình Chọn Ai Đây. Một nông dân ở Anh cho biết đàn dê của ông khi nghe ca khúc Giáng sinh huyền thoại All I Want For Christmas Is You của nữ ca sĩ Mariah Carey đã có phản ứng đặc biệt gì? Có thể là không, mình không nhớ được cái tựa thôi, nhưng mà chắc chắn cái bài hát này thì ai cũng đã từng nghe qua. Mời Miss Thi. Không chị ơi, cái bài này ai cũng phải biết cái tựa. Cái lời bài hát đó là All I Want For Christmas Is You. Ê, chị lâu lâu chị mới nói xem mẹ chị. Nhưng mà ai cũng biết cái tựa chị ơi. Khi mà đàn dê của ông ta nghe ca khúc này thì tự nhiên cảm thấy yêu đời, cảm thấy vui vẻ. Và nhất là những con dê cái đó, tại vì thường khi mà giống cái sau khi sinh nó sẽ bị trầm cảm, thay đổi nội tiết tố trong cơ thể và bị trầm cảm sau sinh. Và cái trầm cảm sau sinh nó ảnh hưởng rất nhiều đến tuyến sữa. Bản thân tôi cũng vậy. Khi mà tôi sinh con và trong cái thời điểm mà cho con uống sữa mẹ thì có một thời gian mình bị stress đó, do cái nội tiết tố mình thay đổi. Và con dê cũng vậy, trầm cảm sau sinh liền, tức liền, ảnh hưởng tới tuyến sữa liền, không có miếng sữa nào luôn, không có sữa cho dê con bú. Thế là dê con càng ngày càng ốm o, gầy mòn, héo hon. Ông nông dân đó cảm thấy rất là xót những chú dê con, bởi vì dê con mà không lớn lên thì không thể nào bán có tiền được, ảnh hưởng đến nguồn kinh tế của cả gia đình. Thế là ông mới mở nhạc cho các chú dê nghe, để cho các chú dê cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Biết đâu nó sẽ khắc phục được cái tình trạng tắc sữa. Thật là may mắn là sau khi mà nghe ca khúc Giáng sinh đó thì sữa của các chú dê cái nó về ồ ạt. Về ồ ạt, trời dữ vậy chị. Về ồ ạt. Nói như là ở trong, ở một cái cõi nào đó. Như là suối sữa dê cái về ồ ạt. Và các chú dê con uống sữa mẹ trộm vía bù bẩm và rất đáng yêu. Cho nên là tôi chốt cái đáp án đó chính là khi nghe ca khúc Giáng sinh này, các chú dê cái tiết ra tiếng sữa nhiều hơn. Lâm bây giờ đã chốt đáp án là khi nghe ca khúc đó, những con dê sẽ tiết ra sữa. Em có tin với đáp án này không? Em tin. Tin, em tin đúng không? Được. Em tin chị dạ, tin. Vì em tin chị. Và lựa chọn của Dung Hoàng Phạm đó là tin vào đáp án của Lâm Vĩ Dạ. Đó là một lựa chọn. Chính xác à. Tăng lượng sữa. Một người nông dân ở Anh đã phát hiện rằng khi ông ta chơi bài nhạc này cho đàn dê của mình thì lượng sữa dê sẽ tăng hơn 20% so với mọi ngày. Đó là đáp án. Với sự lựa chọn này đã đem về cho Dung Hoàng Phạm một dấu ít à. Anh Tony Việt. Em lựa chọn Khánh Vân ạ. Khánh Vân. Dạ. Vẫn không chọn Lê Dương Bảo Lâm. Anh chưa phục Dung ra. Mà từ bên vì đây sao, đi qua tới bên sao kia. Vì sao anh Tony chọn Khánh Vân? Không thích Lê Dương Bảo Lâm. Không rồi, để tí nó chọn anh Lê Dương Bảo Lâm cho nó dễ. À coi như là chiến thuật đúng không? Và câu hỏi của Khánh Vân. Theo báo cáo mới của Landing Tree cho thấy ở 48 trong số 50 tiểu bang của Mỹ,
phụ nữ độc thân có nhiều khả năng sở hữu thứ gì hơn so với đàn ông độc thân? Thì trước khi để ra một cái đáp án cuối cùng, em xin phép được phỏng vấn những anh chị của em. Vâng, tuyệt vời. Dạ. Đầu tiên là anh Lê Dương Bảo Lâm. Nếu như anh là một người ổn định về kinh tế thì anh sẽ thường mua cái gì rất nhiều ạ? Nếu ổn định về kinh tế thì anh sẽ đầu tư vào bất động sản. Ổn định kinh tế rồi. Ổn định kinh tế rồi, khi ổn định kinh tế lo cho con cái ăn học xong cũng như tất cả mọi thứ, anh sẽ đầu tư vào bất động sản để sau này mình bán có đồng ra đồng vô. Ý là nhiều đất. Đúng, anh sẽ mua đất. Nhưng mà em lại thấy câu trả lời của anh không đúng với sự thật. Bớt phỏng vấn tôi lại. Em thấy anh mua hộp xoài nhiều hơn. Vâng, anh hỏi là mua hộp xoài. Để đúng ý con em của tôi. Mua hộp xoài. Mua hộp xoài. Vâng, còn với chị Buka thì sao ạ? Chị thì rất là có nhu cầu về bản thân, chị sẽ sắm đồ ăn. Sắm đồ ăn, đồ ăn. Đồ ăn chỉ chung được hay sao? Nói chung là mình sẽ có nhu cầu về bản thân trước mình ăn uống. Còn nếu mà muốn mà sắm cái gì cho bản thân á thì chị mê giày, chị sẽ sắm giày rất là nhiều. Dạ, hợp lý luôn. Dạ, còn lại chị Lan thì sao ạ? Dầu gội đầu, bởi vì đầu sắm làm bớt. Thì tôi nghĩ khi ổn định kinh tế, Lan gội đầu thật sạch bằng những loại dầu gội có nhãn hiệu đàng hoàng. Em sẽ không chọn đáp án như anh Lam, tại vì một khi em đã ổn định kinh tế thì lúc đó cái đầu em nó cũng đã phải ổn định về tóc hết rồi. Không có dầu gội. Nếu mà em ổn định về kinh tế rồi, em sẽ làm thật là nhiều phim. Đó. Thật là nhiều dự án để mời những người trong chung cư này có thể tham gia. Tôi xin được phép từ chối phim cô. Tuyệt vời. Dạ, thì sẽ có rất là nhiều những sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà ở Mỹ thì lại khác cái suy nghĩ của em. Thì ở Mỹ thì những cái người phụ nữ đó thì họ sẽ mua nhà. Wow. Nhà bất động sản. Bởi vì những người ổn định về kinh tế thì họ nghĩ đến cái chuyện ổn định nhà cửa, cho nên là họ sẽ mua nhà nhiều hơn. Tuyệt vời. Đáp án của Khánh Vân là nhà. Anh có tin vào đáp án của Khánh Vân hay không? Dạ, em lựa chọn là tin Khánh Vân. Tin. Lựa chọn của anh Tony Việt là tin đáp án của Khánh Vân đó là nhà. Và sự lựa chọn đó là một sự lựa chọn. Chính xác à? Tuyệt vời. Đó là nhà. Nữ giới độc thân sở hữu nhiều hơn 2,64 triệu ngôi nhà so với đàn ông độc thân, 10,76 triệu so với 8,12 triệu. Mua nhà được gọi là cách để nữ giới độc thân, là một khoản đầu tư tốt và ý nghĩa lớn đối với cá nhân các cô gái. Đó là đáp án. Và lựa chọn của anh Tony Việt đã đem về cho mình một dấu o. Dung Hoàng Phạm. Em chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Tuyệt vời. Lê. Câu hỏi của Lê Dương Bảo Lâm. Bức tượng cao 7 mét ở Mỹ của nhà điêu khắc người Hàn Quốc Yoho-su gồm một người đứng thẳng, gánh trên vai những con người xếp chồng lên nhau và che mắt nhau, có tên là gì? Trời là che mắt nhau từng chồng đúng không anh? Đúng rồi. Với kinh nghiệm của những ông hàng xóm nhà em, nếu như mà chồng chồng nhau như vậy thì sẽ làm gánh mẹ. Đúng không? Không, gánh. Ủa? Mẹ là gánh chồng gánh anh ơi. Cái này gánh nhiều người. Cái này là nhiều người chồng lên nhau. Chồng lên nhau và mà còn che mắt lại nữa. Che mắt nữa là cặp. Trời. Bạn đi chơi. Bịt mắt bắt dê. Cổng rắn cắn gà nhà. Đây. Giữ vậy khen cho thật. Biên tập anh ơi. Biên tập cho thêm một gợi ý nữa. À, cái bức tượng. Trời, wow. Kinh nghiệm. Ngồi lên nhau, ngồi che lên, mắt ngồi lại. Lên, ngồi lên. Và cái tác phẩm điêu khắc này được mang tên là gì? Hỗ trợ, chúng tôi hỗ trợ. Cái tên ơi. Này là mắt không thấy không biết ai ngồi trên đầu mình. Rồi. Đây là bức tranh có tên là ăn coi nồi ngồi coi hướng. Cũng có lý đó. Tự nhiên sao ngồi lên đầu nhau. Nhưng mà nếu dịch hết tiếng nước ngoài thì sao? Ngữ nước mình. Không, em nghĩ là phải cái tên gì đó mà nó phải gọi là văn vẻ một chút anh à. Chính trực đúng không? Cái này thì mình nhìn giống những chú tiểu che mắt. Đó, cái gì đó. Dạ, bớt nghe, bớt nghe là bớt nhìn cho tâm thanh tịnh, cho lòng bình an. Đúng, khi mà nhìn thấy tấm này thì thấy những chú tiểu đó. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, thấy không? Nhưng cái mà anh này chỉ có nhìn thôi. Nhìn thôi, tại vì bình thường nếu như mình liếc một cái mình cũng gây nghiệp. Thấy không, nhiều khi mà thấy hả, rít hoang nó ok hơn. Em cũng đây cũng liếc, trời ơi, thấy ghê. Kiểu gì đó, trời có anh đó, có anh đó, anh đó, anh đó, anh liếc đó. Mà nhiều khi mà nhìn ở đây thấy cái đầu em bớt, trời con nhỏ đó, ơi, thèn chi nghiệp. Là có anh quá trời. Có nghiệp luôn. Và bây giờ tính ra em nghiệp quá trời luôn. Em rất là nghiệp, cho nên em đã nghiên cứu cái bức tranh này rồi, hiểu không? Cho nên đó, bức tranh này ra đời, bức tượng này ra đời để che mắt lại, để làm gì? Giải nghiệp.
không phải giải nghiệp mà bớt nhìn bớt lại à, bớt, bớt sân si lại, hãy nhìn đời bằng một ánh mắt thiện cảm và giang hòa với thiện mọi người lành nhiều hơn, thiện lành nhiều hơn. Trời cho ơi, đi là còn mãi, bởi vì sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để có cuốn đi. Và em là... chốt lại bức tranh này được mang tên là nghiệp. Bức tranh này tên là bức tranh này mang tên là nghiệp. Đáp án của anh Lê Võ Lâm, bức cái tác phẩm điêu khắc đó cao 7 mét có tên là nghiệp. Em có tin vô đáp án của anh Lê Võ Lâm không? 3, 2, 1 không tin. Không tin. Nghiệp. Và lựa chọn của Dương Hoàng Phạm là không tin Lê Võ Lâm. Đó là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi, nghiệp. Trời ơi, nghiệp. Tác phẩm đó được mang tên là nghiệp. Karma theo Phật giáo mang ý nghĩa là nghiệp, ý muốn chỉ cho nhân quả. Nhân quả từ kiếp này sang kiếp khác của đời người, nhân quả cũng hiện hữu ngay ở kiếp này mà con người đã vô tình không biết hoặc cố tình không thấy. Nghiệp kiếp này và càng về trên là nghiệp của những kiếp trước á. Không nhìn thấy được những gì mình làm. Và lựa chọn của Phạm Hoàng Dung đã đem về cho anh Tony Việt một dấu hỏi. Hay quá. Có cả cộng nghiệp. Anh Tony Puka. Puka để dứt điểm. Câu hỏi của Puka: lý do khiến cho các tảng băng ở Nam Cực có nhiều màu sắc khác nhau là gì? Dạ, ở Nam Cực thì mọi người biết rồi đó, ở đó sẽ có rất là nhiều tuyết, tại vì lạnh, quá lạnh mà. Và ở đó thường người tuyết như vậy thì có những cái gì ở đó, ví dụ như con vật hay là cây cối hay là gì đó. Ở đó có gì ạ? À? Gấu đặc sản Bắc Cực. Của Nam Cực là gấu Bắc Cực. Nam Cực mà sao có Nam gấu Bắc Cực? Nam Cực mà có gấu Bắc Cực. Đây lộn. Có chim cánh cụt. Đúng. Chim cánh cụt. Và các loại chim khác. Và các loại chim khác sống ở cái nơi xứ lạnh. Thì con chim cánh cụt nó ăn cái gì đó thì nó sẽ thải ra một cái lượng, gọi là một cái lượng màu tương tự như vậy. Ví dụ như ngày xưa em có nói chia sẻ với mọi người là con hồng hạc, nó ăn cái tảo màu hồng thì nó sẽ đi, cái lông của nó sẽ biến thành màu hồng là do như vậy. Đúng rồi. Ví dụ như mình ăn thanh long ruột đỏ cũng vậy. Nói chung là mình thì... ăn gì? Ăn gì ra đó? Ăn gì ra đó? Ăn gì thì ra con đó? Chim cánh cụt á thì ở đó nó sẽ có những cái gọi là vi tảo, những cái này kia nọ đó, thức ăn của nó đó thì nó có cái màu hồng, màu đỏ thì nó ăn vô thì nó đi ra một cái lượng gọi là thải ra đó thì nó sẽ nhuộm cái nhuộm hồng, nhuộm đỏ cái tuyết đó. Và đàn chim cánh cụt thì nó đi theo bầy đàn, và cái đàn nó đi lướt tới đâu thì những cái tảng băng đó nó đỏ, nó hồng tới đó. Dạ, và đáp án của em là do ảnh hưởng của chất thải từ chim cánh cụt. Ảnh hưởng từ chất thải của chim cánh cụt. Anh Tony có tin vô đáp án của Puka không? Là em lựa chọn là không tin. Ủa anh ơi, em đáng tin mà. Và lựa chọn của anh Tony Việt là không tin Puka. Và đó là một lựa chọn. Không chính xác. Trời. Đã trượt khỏi một cơ hội dứt điểm. Đó là chất thải chim cánh cụt. Thức ăn chủ yếu của chim cánh cụt là một loài nhuyễn thể nhỏ có màu hồng và các vi tảo màu xanh. Sau quá trình tiêu hóa, phân chim cánh cụt cũng có màu sắc này. Sự di chuyển của đàn chim cánh cụt trên lục địa băng tạo ra màu hồng hoặc đỏ trên các tảng băng trắng. Và lựa chọn của Anthony Việt đã đem về cho đối phương của mình một dấu ít. Dứt điểm chưa? Dứt điểm. Cơ dứt hội điểm. Dứt điểm. Mà em sẽ chọn Griffin. Griffin. Câu hỏi như sau: kể từ năm 2009, ngôi đền Chấn Hưng ở Đài Loan, Trung Quốc có kiến trúc trở nên độc đáo như thế nào? Cái ngôi đền này cũng gọi là sao ta? Khi mà người ta lấy cảm hứng để người ta xây á thì người ta muốn xây nó lạ lạ đi một xíu. Đúng. Đó. Ở Việt Nam mình có cái đền gì mà làm bằng rơm với lại cái gì, bữa có một câu á Puka, rơm với lại cái gì mà xây thành một cái nhà thờ luôn phải không? À, cái kiểu đất sét á hả? Đất sét với lại đất sét, trộn lại để mà xây ra một ngôi đền.
thì đó cũng là một ý tưởng rất là hay. Đúng rồi, giống như ở Việt Nam mình có chùa ve chai đó. Đó, chùa ve chai. Đúng rồi, chùa ve chai nữa. Thì em có biết là Trung Quốc có một con gì rất là dễ thương mà. Con gấu trúc. Gấu trúc, gấu trúc. Gấu trúc. Thì người ta xây ngôi đền đó bằng trúc. Ồ, xây bằng trúc. Ừ, liên quan con gấu liên trúc. Liên quan gì tới con gấu? Thấy vô ra xây cái chùa hình gấu trúc. Gấu trúc mà, mấy cây trúc, mấy cây trúc. Không, ngôi đền đó thôi, xây là bằng trúc. Bằng trúc hả? Bằng trúc. Trúc nó giống như tre mà nó nhỏ hơn đúng không? Đúng rồi. Thì người ta mới thấy là khi mà xây vậy thì những con gấu trúc nó sẽ vô ăn hết trơn ngôi đền luôn. Đúng rồi, tại vì nữa em. Đó. Ngay giống như là mình tề tụ lại một. Nó vô ăn đền nhưng mà nó không đền lại cho người ta cái đền. Nó vô ăn đền nhưng mà nó không đền lại cho người ta cái đền. Đúng rồi. Vô lý quá. Gấu trúc nó ăn mấy cái non thôi, còn nếu mà mình xây mình phải lựa cây già mình xây nó ăn được. Đó thì đó nó không hợp lý. Cái người mà xây cái ngôi đền đó, người ta có qua bên nước Ý thì bên nước Ý có một cái tháp nghiêng. Wow. Đi vòng quanh thế giới rồi đó. Xây cái tháp nghiêng. Cái người ta thấy nghiêng nghiêng như vậy, đó thì người ta mới xây một cái đền thẳng, thì người ta nói ủa cái đền thẳng thì nó bình thường quá. Người ta quyết định xây cái đền nghiêng y như là lấy cảm hứng từ tháp Pisa ở Ý. Đền nghiêng. Wow. Đền nghiêng. Câu trả lời chốt đó chính là cái đền đó đặc biệt ở chỗ là nó nghiêng. Kiến trúc là nghiêng. Nghiêng. Wow. Hay quá. Đáp án của Rich Fan đó là đặc sắc là kiến trúc nó nghiêng. Dung Hoàng Phạm có tin vào đáp án của Rich không? Cuộc đời này em chưa bao giờ chọn đúng cả. Chưa đúng. Chưa bao giờ em chọn đúng trận chơi bất cứ một trò chơi nào từ bé đến lớn. Và bây giờ em luôn chọn thua đi. Nên em sẽ lựa chọn không tin anh. Em xin lỗi. Không tin Rich. Lựa chọn của Dung Hoàng Phạm là không tin Rich. Đó là một sự lựa chọn. Rất là đáng tiếc, không chính xác à. Trời ơi, Dung ơi. Đó là cái kiến trúc đó nghiêng, được mệnh danh là tháp nghiêng Pisa của Đài Loan. Đền Trấn Hưng được nhiều du khách biết đến khi nghiêng tới 45 độ. Ngôi đền bị nghiêng kể từ tháng 8 năm 2009. À vậy là nãy nó là xây thẳng thiệt, nhưng mà theo thời gian bắt đầu nó đổ. Dạ. Thành sự đặc sắc luôn. Và lựa chọn của Dung Hoàng Phạm đã đem về cho anh Tony một dấu A. Wow. Ý như hai người này đang chơi giùm nhau phải không ta? Và bây giờ anh Tony, anh lựa chọn ai? Miss Thea. Hey. Tính đến giữa tháng 3 năm 2023, ai là người phụ nữ đầu tiên vượt mốc 400 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram? Trời ơi. Mới đọc có tin này quá vậy luôn. Nghề của mình mà không biết. Trời ơi. Miss Thea, chân thật vô. Em sẽ hỏi anh một câu thôi là em chắc chắn là câu này anh trả lời có đúng hay không rồi. Anh có biết Justin Bieber không ạ? À? Biết. Justin Bieber anh biết. Dạ anh có biết vợ Justin Bieber là ai không ạ? À? Anh không biết tên của cô ấy. Hailey Bieber. Dạ anh có biết người yêu cũ của Justin Bieber không ạ? À? Rất là nhiều cô nhưng mà Selena. Một người rất nổi tiếng. Yeah. Dạ đúng rồi. Thì cái chuyện tình của ba người này thì chắc là tất cả mọi người đều đã biết rồi. Nhưng mà dạo gần đây đó là có một vụ drama xảy ra trên mạng rất là lớn. Và số người bỏ theo dõi của Hailey Bieber rất là nhiều. Và mọi người follow Selena rất là nhiều. Và Selena chính là người cán mốc đạt 400 triệu follower ở trên Instagram. Và chốt đáp án đó chính là chốt. Selena là đáp án của Miss T. Anh Tony có tin hay không? Trời ơi, nói chuyện như người Mỹ ha. Một cái vụ drama rần luôn. Hôm nay con bé nó cảm giác thông minh nó trời luôn á. Lâu lắm mới thấy nó thông minh đó trời. Trời ơi. Anh Tony, anh tin hay không? Tin ạ. Tin. Đó là một sự lựa chọn. Chính xác ạ. Đó là Selena Gomez, nữ ca sĩ doanh nhân người Mỹ Selena Gomez vừa chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên vượt mốc 400 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Kỷ lục này đã đưa Selena sánh vai với Ronaldo, người sở hữu được theo dõi khủng nhất Instagram với 563 triệu lượt follow. Và lựa chọn này đã đem về một chiến thắng ở vòng 3 cho anh Tony Việt. Chúc mừng anh Dung Hoàng Phạm. Em tới cuộc thi ngày hôm nay cảm giác như thế nào?
Dạ, thật sự là có nhiều cơ hội cho mình đúng không? Không biết tận dụng cơ hội. Em nghĩ là thua cũng là một cơ hội mà. Thua là một cơ hội. Vâng. Nói chung là em biết ơn khi được đứng ở đây và được gặp mọi người, được chơi với mọi người. Còn chuyện thắng thua nó thực sự không quan trọng với em. Vâng. Nghĩa là vui là chính đúng không? Đúng rồi ạ. Thật ra là nãy giờ em rất vui luôn, năng lượng rất là tích cực. Dạ. Cảm ơn em đến chương trình Còn Ai Đây. Và em đem về phần thưởng của mình, đó là 4 triệu. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Và anh Tony Việt, chiến thắng này anh cảm thấy thế nào? Nãy mình không may mắn, mình thua nhẹ, nhưng mà giờ mình chiến thắng rồi thì thấy những cư dân ở chung cư của tụi em như thế nào? Thực sự mọi người ở đây rất là giỏi và thông minh ạ. Vâng. Và có lẽ là cái sự chiến thắng này là em phụ thuộc vào may mắn rất là nhiều. May mắn vô câu hỏi đó là mình cũng có kiến thức và tin tưởng vào Mitty đã đem chiến thắng cho mình. Chúc mừng anh Tony Việt, anh đã đem về cho mình số tiền thưởng của chương trình đó là 5 triệu. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, và chúng ta hãy đến với vòng 4 của chương trình Chọn Ai Đây. Cảm ơn quý vị khán giả thân mến đã đến với vòng 4 của chương trình Chọn Ai Đây. Chúng ta sẽ gặp lại Bimat và Mèo Sao Quả, hai người chiến thắng. Chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ thi đấu trận đấu này để tìm ra một người lấy được một chiếc vé vào vòng đặc biệt. Ổn chưa? Dạ ổn ạ. Rồi ạ. Thi đấu liền ha. Vâng. Ai sẽ là người thi đấu trước? Lại nhường ạ. Vâng, em nhận. Nhường thì nhận. Em chọn ai? Em chọn anh Chris Phan tiếp ạ. Anh Chris Phan. Tại vì lúc đầu anh mang đến may mắn cho em. Vui lên em. Em nó chọn mình vui lên Rít ơi. Em đã lấy một bài quên rồi. Hôm nay anh hơi đắt khách. Tiếp theo là sự lựa chọn của Mèo Sao Hỏa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và bây giờ vòng 4 của chương trình Chọn Ai Đây xin phép bắt đầu. Câu hỏi của Rít Phan. Dạ. Một quán ăn ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng hình thức độc đáo để mang đồ ăn cho khách theo mô hình của loại phương tiện giao thông nào? Thì chúng ta thử phân tích coi. Rồng rọc. Rồng rọc. Rồng rọc giống như vật lý đó. Không, có cái gì gà bay ở Đà Lạt đó, ở Đà Lạt. À đúng. Đúng chị, có gà bay. Đúng rồi. À anh có coi cái clip đó. Nó bay vừa tới là cái nó rớt. Bay con gà luôn. Không phải, nó bay vừa tới là nó rớt cái niêu ra cái là con gà xuống cái dĩa. Đúng rồi. Rớt xuống. Gà bay đúng nghĩa đen luôn đó. Đó. Còn có bữa bay rớt con gà ra ngoài có. Thì đó. Bay luôn. Hay là cái quán mà chỗ tao đó là lấy cái chảo to để mà hất cái rau qua bên đường. Có người hứng lại liền. Có luôn. Là vô đầu bạn á ở bên đường. Không, có người hứng lại chị. Vô cái dĩa luôn chị. Ông đó đứng bên đường nhau. Ôi khoan. Cái câu hỏi của chúng ta là phương tiện mà. Các bạn phương ơi. Phương tiện. Dạ. Mọi người nghe kỹ lại câu hỏi nha. Gì? Em phân tích đi. Ở Việt Nam mình có cái gì? Lẩu băng chuyền. Dạ. Đúng không? Là nó sẽ đi một cái vòng để cho mình ăn uống đồ này kia. Thì mình kiếm một cái phương tiện nào mà nó cũng có thể đi một cái vòng. Đó là chú xe ôm, chú shipper. Thì là chú thường hay là phương tiện của Git. Để mà khi mà Git đặt ở một đồ ăn nhà hàng nào đó thì chú ship tới. Là chú cũng là phương tiện rồi. Nhưng mà cái chuyện nó quá bình có thường. Nhưng mà bình thường chưa? Em nghĩ là gì? Phương tiện nó phải vòng vòng ở trong nhà hàng. Ví dụ như phương tiện đó nó có thể len lỏi ở giữa chung cư lên cầu thang này nọ kia luôn. Cái xe gì biết không? Tàu lượn siêu tốc rồi á. Đúng rồi. Nó có ai đừng o rồi á. Nó lượn lách lạng lách vô. Mọi người không biết, mọi người có coi một cái clip ở trên mạng rất là dễ thương, đó là ship bằng flycam. Trời ơi. Cũng dễ thương. Thấy nó nguy hiểm nhớ cái đợt. Cái đợt mà trong mùa dịch đó là hả, ship bằng flycam đẩy lên luôn. Nhưng mà nha, nói về mặt kinh tế thì flycam mà để ship cho khách nhiều bàn á là tốn rất tiền là tốn tiền đó. Nha. Phương tiện gì? Xe lỗ tai. Xe lỗ tai. Trời ơi. Nhậm nhí. Là vừa cầm bình đồ ăn vừa xe lỗ tai. Cái xe nào mà nó có dây chuyền tí xíu. Dây chuyền. Có lẽ là tàu lượn siêu tốc. Xe lửa đi. Xe lửa xịt. Đúng rồi. Những cái toa tàu là những cái chỗ để đồ ăn đúng không ạ? Đúng rồi. Đó là xe lửa. Đáp án
cuối cùng của Miss Fan đó là xe lửa, em có tin không mèo? Em không tin ạ. À, em không tin. Vì sao? Em nghĩ nó sẽ là bằng một cái dòng dọc hay là một cái robot. À, sẽ vận chuyển đồ ăn bằng dòng dọc và robot. Và lựa chọn của mèo sao hỏa là không tin Rick Fan. Đó là một lựa chọn không chính xác. Trời ơi. Đó là chiếc xe lửa xình xịch xình xịch. Em không coi mấy cái phim ở bên nước ngoài hả? Mấy cái phim mà trẻ con nó hay có mấy cái đồ, mấy cái xe lửa đồ chơi nó chạy vòng đưa đồ ăn cho. Em sợ cái xe lửa nó bị to quá. Xe lửa nó bị to quá. Trời đất ơi, xe lửa Đà Lạt. Em tưởng xe lửa Đà Lạt hả? Trời ơi, sao mà có thể khó. Em tưởng cái xe lửa mà đang chạy tuyến Bắc Nam á hả? Em tưởng mô tượng nó phải có một cái đường ray. Mô hình thôi, thật ra là đó là mô hình tàu hỏa. Quán của chị rộng 120m², chính giữa là bộ mô hình tàu hỏa đặt trên bàn cao gần 1m, rộng 1,5m và dài 15m. Xung quanh là cảnh quan nhà ga, thánh đường, biệt thự theo phong cách châu Âu. Ở hai bên là bàn ăn đặt sát đường ray, với sức chứa tối đa khoảng 50 khách. Đây, tan. Trời ơi. Đó, đây là đáp án của chương trình. Và mèo sao hỏa đã không tin Rick Fan nên đã đem về cho Vmart một dấu O. Vmart. Bi, hãy đến với anh một lần người ơi. Đến với anh một lần người ơi. Dạ, em chọn Bi ơi là Bi, hãy chọn anh đi. Anh, đừng có mèo hồi mèo giảng đâu, người ta sợ. Em chọn Quỳnh Lập ạ. Cái gì vậy? Anh Bi ơi là Bi, người ta sợ. Bà, cái gì? Mà hồi nãy á, hình như là lúc dòng đầu là cũng chọn Quỳnh Lập xong rồi, mọi người phản đối này kia đổi xuống anh Chí Thiện đúng không? Bi Mát đã chọn công tử Quỳnh Lập. Trời, đem một kiến vô liền luôn. Công tử nó đeo mất kiến vào để tác nghiệp. Thôi tới rồi. Đó, đeo kiến mới mất sự tin tưởng đó em. Đeo kiến để che đi cái sự láo liên trên cái con mắt của mình. Công tử Quỳnh Lập ở làng Siri Oyo, Indonesia. Những nghệ nhân làm vải batik thường dùng nguyên liệu đặc biệt gì để vẽ họa tiết lên vải? Sao ạ? Đây là một kiến thức liên quan đến quốc tế. Thầy đang bấm. Và trước khi đến với cái quốc tế này, chúng ta sẽ đi vòng quanh ở khu vực trong nước trước. Và với tạo hình công tử này thì Lập xin gửi tặng tới tất cả mọi người một cái bài hát liên quan đến cái câu hỏi này. Tuyệt vời. Wow. Liếc quá vậy, bài hát mà nghe liếc quá vậy. Nghe tiếng đàn ai ráo sáo câu như sóng lại. Hey. Hồn cao văng lầu. Văng lầu, văng lầu. Về Bạc Liêu. Danh tiếng. Về Bạc Liêu danh tiếng. Ôm lại giấc ngủ vàng son. Một thời, một thời đời nhớ. Ngày đó xa rồi. Và đó là quê hương công tử Bạc Liêu, còn tôi là công tử Bạc Tai. Với cái bạc tai đó, nó đánh thẳng tôi văng qua bên cái nước Indonesia. Và cái nước Indonesia này có một cái loại vải mà nó giống như là một loại vải truyền thống của nước này. Giống như là ở Việt Nam mình có rất là nhiều loại vải truyền thống như là lãnh Mỹ A đó, hoặc là vải kim sa này đó, các kiểu á. Đó là nhìn vào cái loại vải đó, người ta biết được xuất xứ của cái vải đó ở đâu, ở đất nước nào. Thì ở Indonesia nổi tiếng có rất là nhiều cái đặc trưng. Ví dụ như là rồng Komodo cũng ở Indonesia, hoặc là đậu rồng rất là nổi tiếng Indonesia. Này quá là. Hoặc là cà phê. Nghe hạt cà phê nó rất là thơm, và người ta lấy cái hạt cà phê đó để mà người ta, cái cà phê nó khi mà cầm cái hạt cà phê, người ta quẹt 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 nè, nó sẽ có hoa văn ở trên cái vải Indonesia đó. Wow. Và vừa có hoa văn, vừa có màu và vừa có mùi thơm luôn. Nên cái chất liệu tạo nên cái hoa văn của cái vải đó là cà phê. Hạt cà phê. Đúng, đó là hạt cà phê. Đó là đáp án của Quỳnh Lập. Dạ. Bi Mách, em có tin vô đáp án của Quỳnh Lập không? Dạ, em tin ạ. Tin. Và lựa chọn của Bi Mách là tin vào đáp án của Quỳnh Lập. Và lựa chọn đó là một lựa chọn không chính xác. Trời ơi, để cho giữ vô. Không có kiến thức. Cà phê nào mà bị là hợp lý dữ chưa? Là bị Lập lừa rồi. Đó chính là sáp ong. Du khách tới làng Jirioyo
sẽ trông thấy những phụ nữ chăm chú vẽ họa tiết cầu kỳ lên bức vải trắng. Bên cạnh là chiếc bếp nhỏ đặt chiếc bát chứa sáp ong nóng chảy. Loại vải này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới năm 2009. Wow, quá tuyệt vời. Lựa chọn của Vimax đã đem về cho mèo một dấu ít. Mèo sao quả hãy về đất liền chơi đi. Vâng, em chọn anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Chọn Lê Dương Bảo Lâm. Cố lên anh Lâm ơi. Câu hỏi của anh Lê Dương Bảo Lâm: vào dịp lễ Giáng sinh, người dân Nam Phi thường ăn loài côn trùng gì để cầu mong sự may mắn? Hả? Wow. Ôi, ăn con gì mà may trời ơi. Phi à? Vào Giáng sinh Phi. Có nào con kiến không? Tại vì kiến rồi, trứng kiến. Ê. Chốt nè. Chốt. Em có tin vô đáp án của anh Lê Dương Bảo Lâm không? Em hoang mang quá. 2, 1, lựa chọn. Em tin đi ạ. Tin, vì sao? Tại vì em không biết câu này. Biết câu này. Mà nghe anh trả lời thì em thấy có lúc cũng đáng tin, có lúc cũng không đáng tin. Em hơi hoang mang đúng không? Nhưng mà do em không biết nên là em chọn tin ạ. Tin. Anh nhưng mà sao em thấy á, em không biết là cái cảm giác của người chơi như thế nào nha, nhưng mà em ngồi đây em nhìn ngắm anh Lâm một hồi xong em cũng tin anh Lâm luôn á. Bị thao túng. Cảm giác tin dữ lắm, bị thao túng á. Dạ, tin dữ lắm anh, em công nhận hay thiệt. Em mà sai là anh Lâm nghiệp lắm nha. Lựa chọn của mèo sao hỏa là tin và anh Lê Dương Bảo Lâm. Và đó là một lựa chọn. Không chính xác à. Người Nam Phi ăn sâu bướm. Ăn sâu bướm chiên là món độc lạ trong dịp Giáng sinh của người dân Nam Phi, với hy vọng mang lại may mắn, hay phong tục giấu chổi quét nhà ở Na Uy, là những phong tục Giáng sinh kỳ lạ ít người biết đến ở một số khu vực trên thế giới. Đó là ăn con sâu bướm. À, con sâu bướm. Mời, sâu bướm. Con sâu bướm là con sâu xanh xanh, múp múp đúng không ta? Ờ. Và lựa chọn của mèo vũ trụ đã đem về cho Bimax một do. Wow. Mithy ơi, Mithy ơi, Mithy ơi, Mithy ơi, Mithy ơi, thông minh lên. Bimax ơi, Hỗ trợ ạ. Dạ, chọn Mithy ạ. Cảm ơn. Mithy đúng rồi. Thời thế đạo anh hùng. Câu hỏi của Mithy: theo truyền thuyết dân gian, núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng được tạo nên từ 5 mảnh vỡ của vật gì? Nói chung á là em nghĩ là để mà là truyền thuyết phải có cô tiên. Thì phải có cô tiên, đúng. Phải có rồng nè, phải có con bụt nè, phải có những cái mà nó tâm linh mà nó truyền thuyết hơn một xíu. Bởi vì đây là một cái núi được tạo, truyền thuyết là được tạo thành từ 5 mảnh. Mà bây giờ cô tiên không thể có mảnh được, đúng. Ông bụt cũng không thể có mảnh được. Mà rồng thì rồng không... rồng sẽ đẻ. Đúng vậy. Đúng. Rồng đẻ gì? Trứng. À. Con rồng nó ở dưới biển, nó muốn đưa con nó lên trời. Nhưng mà bây giờ là cái trứng của nó là trên đường giữa chừng nó bay lên. Thì đó là ý là đang ở trên trời nó mới vỡ ra. Đúng rồi, nó đi lên giữa chừng là bị đuối, là bị rớt cái quả trứng xuống. Đúng rồi. Bể cái trứng lúc đó là nó nở, nó bể quả trứng ra. Xong rồi cái mẹ rồng mới đỡ được nó con. Dùng cái đuôi thẳng. Đúng, đỡ được, thoát được. Nhưng mà những cái mảnh vỡ của cái trứng rồng nó lại bị gọi là nứt ra 5 mảnh vỡ kết hợp lại tạo thành cái núi Ngũ Hành Sơn. Hay quá. Thành 5 hòn núi đá. 5 mảnh vỡ của trứng rồng, đó là đáp án của Mithy. Nó rất là phù hợp với con rồng cháu tiên mình đó. 7 hay quá. Một câu chuyện có uy tín luôn á, Bi. Em có tin vô đáp án của Mithy hay không? 3. Anh 2. Tin. Tin. Dạ. Và sự lựa chọn của Bimax đó là tính tưởng vào đáp án của Mithy. Và sự lựa chọn đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Tuyệt vời. Oh yeah. Năm mảnh vỡ của quả trứng rồng hóa thành. Ngày xưa, có một ông cụ già sống một thân một mình trong một túp lều con trên bãi biển vắng. Một hôm, tự nhiên ngoài biển khơi có một vùng sóng nổi lên dữ dội làm bầu trời tối mịt. Hồi lâu có một con giao long rất lớn ngôi lên vào bờ, đẻ một quả trứng lớn. Thời gian thấm thoát thôi đưa, một thiếu nữ xinh đẹp đã nở ra từ quả trứng. Còn quả trứng bị vỡ thành 5 mảnh, biến thành 5 hòn núi đá rất là to lớn, cỏ cây rậm rạp, chim chóc thú vật nhộn nhịp. Đó là cái truyền thuyết núi Ngũ Hành Sơn.
Yeah, với sự lựa chọn này đã đem về cho em một chiến thắng và một chiếc vé vào vòng đặc biệt. Mèo sao hỏa, đến với vòng 4 thì cảm giác em như thế nào? Em vẫn thấy rất là vui. Vui. Tuy nhiên là chắc là do em không biết quá là nhiều câu trả lời ấy, nên là em phụ thuộc hết tất cả vào tất cả mọi người. Thì đến bây giờ thì em vẫn rất là cảm ơn mọi người. Chào mọi người, thật ra mọi người cũng đã hết sức mình để mà hỗ trợ cho em. Đúng để rồi. Mà trả lời câu hỏi đó. Dạ. Rất là khó đâu. Quá trời câu hỏi, nhiều khi mình đâu biết đúng chuyện trên đề. Vâng. Cảm ơn em đã đến chương trình Chọn Ai Đây và em sẽ đem về phần thưởng của mình đó là 6 triệu. Chúc mừng em. Và Vimat. Dạ. Với chiến thắng này em đã giữ trong tay mình là 7 triệu. Dạ. Và bây giờ mình sẽ bước vào vòng đặc biệt. Chuẩn bị tinh thần nha. Dạ vâng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và chúng ta hãy đến với vòng đặc biệt của chương trình Chọn Ai Đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và bây giờ chúng ta hãy đến với vòng đặc biệt của chương trình Chọn Ai Đây. Vimat, bây giờ em đã có số tiền là 7 triệu rồi. Dạ. Ở đây là 9 cố vấn, mỗi người sẽ cầm trong tay một cái phong thư. Ở trong đó tương đương với lại số tiền thưởng thấp nhất là 1 triệu và cao nhất là 10 triệu trà trộn ngẫu nhiên. Và bây giờ em hãy chọn một gương mặt để mà em gửi vàng. Nếu em trả lời đúng câu hỏi của chương trình, em sẽ đem về thêm phần thưởng nữa. Bây giờ em sẽ chọn đi ạ. À. Dạ. Em nghĩ là em sẽ vẫn chọn đồng đội. Đồng đội của em. Đồng đội của em. Dạ, Rít Phan ạ. Rít Phan. Loài cần cần thường làm gì để giải nhiệt cơ thể trong những ngày nắng nóng? Trời giải nhiệt cơ thể. Con cần cần là nó ăn xác chết. Xác đúng. Đúng rồi. Ghê quá. Vậy giải nhiệt là thì nó hút dây. Máu. À, con cần cần hả? Nó giải nhiệt là nó làm cho nó hết nóng hả? Con cần cần nó biết phun nước miếng giống con kia không ta? Em nghĩ con nào cũng biết phun nước miếng. Con nào cũng biết hết. Con nào cũng có nước miếng, nước thì bọt, vấn đề nó tự phun nước miếng vào ngừ nó để nó giải nhiệt. Nước miếng nào mà hả hết cái ngừ của nó. Ừ. Rồi, nó cái mỏ nó dài mà anh. Không, nhưng mà cái, quay lại. Ừ, cái mỏ nó cũng dài thiệt. Nhưng mà cái phun nước miếng là nó phù hợp với cái con gì ở Đà Lạt thôi. Con gì á? Abaca. Abaca, đúng rồi. Nhưng mà anh chỉ thắc mắc là nó phun sao thôi. Nó không thể nào phun dày. Chắc kể là nó phải phun lên trời. Có những loài chim á, nó có thể là làm mát cơ thể mà bằng cách là nó sẽ rỉa và cái nước bọt của nó sẽ dính vô những cái sớ lông á, làm cho nó mát. Anh tưởng là nó phun lên trời xong nó hứng. Như dồi sen vậy anh, hứng như dồi sen vậy đó hả? Anh Chris ơi, em nghĩ là anh hãy tìm những cái phương án nào mà trong cơ thể nó, trên người nó có nước để nó có thể tự làm mát nó. Em biết tại sao. Ví dụ giống như nước mắt. Ví dụ nó khóc, nó khóc xong nó ướt lên cái người của anh nó. Anh Lâm giải nhiệt bằng cách khóc. Hay là đi toilet. Có một phương án rất là thoải mái mà có thể làm mát được rồi. Đúng vậy, đó, đúng đó, rồi. Là... đó là bài tiết. Bài tiết, nó tự xè. Tự như thế này. Xè. Trời ơi. Nó không phải là loài người nên nó không có gớm mấy chuyện đó. Trời ơi, nó ăn xác chết mà. Đó, đúng rồi, nó ăn xác chết. Nó còn dám ăn xác chết. Thì cái chuyện mà nó xè ra thì có cái gì? Nó đi nhẹ. Em hiểu là nhiều khi là ở dưới chân nóng chân quá mà nó đâu có dài của khúc mai như mình. Đúng không? Không thể nào có mà đâu, nó phải tiểu để cho cái kiểu cái giống như cái yên xe mà nó nóng quá mình cũng tạt nước lên đó. Thì bây giờ dưới cái đất này nóng quá nó cũng tiểu lên để cho bắt đầu nó mát. Đúng rồi, hợp lý á. Mặc dù không rành nhưng mà cả chung cư cũng đã hợp lực lại để mà phân tích cho Bi rồi. Thì bây giờ tôi chốt câu trả lời đó là nó đi vệ sinh ra để mà nó tự làm mát cái cơ thể. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ em cái phần này. Dạ. Đồng đội đã tính như vậy. Dạ thì em sẽ tin. Tin? Dạ tin. Dứt quán luôn, có băn khoăn gì không? Dạ không. Không. Dạ. Và sự lựa chọn của Bimat là một lựa chọn. Hoàn toàn chính xác à. Đó là đi tiểu lên chân. Cần cần đi tiểu lên chính chân và bàn chân của chúng để giải nhiệt. Vào những ngày nắng nóng, nước tiểu của chúng cũng giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn hoặc ký sinh trùng
thứ chúng dẫm phải khi đi qua xác động vật hoặc đậu trên động vật chết. Hay vừa rửa chân hay vừa xử khuẩn luôn. Sao nó hay vậy ta? Nó hay quá trời. Các bạn tiểu nhiều chức năng tốt. Động vật nó tự động có, nó nghĩ ra nó tạo có một cái cơ chế luôn để bảo vệ bản thân nó. Không, tại nó ăn xác chết đó, thường xuyên tiếp xúc lum la. Nhưng mà quan trọng là lý do tại sao trong nước tiểu lại có những cái hoạt chất để nó bài trừ đi những cái nấm đó. Đó, đó. Nó rất là hay. Do nó ăn nhiều thứ, cái cơ địa của nó sẽ tự tạo ra những cái chất đó. Đó là thiên nhiên đó. Tạo hóa đó, thực sự gọi là tạo hóa. Hay ha. Và tạo hóa ngày hôm nay đã vô tình đem về cho BMAT một phần thưởng nữa. Đó chính là phong bì của Ritfan. Ritfan. Mời Ritfan và mời tất cả mọi người rút bao thư của mình ra. Mời Ritfan và mời tất cả mọi người rút bao thư của mình ra. Bắt đầu. Mười triệu nằm trên vị trí của công nương Lâm Vĩ Dạ. Trời ơi, 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 trời ơi, vậy mà em không chọn. Trời ơi, công nương. Đúng là sang chảnh luôn. Mười triệu. Công nương là thường giàu lắm. Thường thì bao thư 10 triệu sẽ luôn nằm trong tay những người có xác suất được chọn ít hơn. Và thường 10 tập thì khoảng 9 tập tôi được bao thư 10 triệu. Công nương quá thật là sang chảnh quá đi. Với sự lựa chọn của em và câu trả lời chính xác đã đem về cho mình thêm một phần thưởng, đó là 1 triệu với 7 triệu là 8 triệu. Chúc mừng BMAT. Và bây giờ em có nhắn nhủ gì đến tất cả mọi người ngày hôm nay khi tham gia chương trình Chọn Ai Đây không? Dạ, ngày hôm nay em cảm ơn anh Đạt cũng như là cảm ơn tất cả mọi người, chính anh chị và bạn bè đã hỗ trợ em trong cái phần thi ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn chương trình đã tạo cho em có được một cái sân chơi rất là vui. Và hôm nay em cảm thấy rất là năng lượng khi mà mình tham gia chương trình này, cũng như là mình nhận được thêm rất là nhiều kiến thức. Và hy vọng rằng khán giả sẽ luôn đón xem và sẽ luôn ủng hộ chương trình Chọn Ai Đây. Rồi, bác rất nhiều. Và chúng ta cũng phải chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả thân mến đã luôn ủng hộ chương trình Chọn Ai Đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chương trình Chọn Ai Đây được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Hứa Minh Đạt và chính cố vấn và những khách mời xin chào tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Bye bye.